quý hội viên. Rất vui lại được gặp lại các bạn trong chương trình Easy Vietnamese for You. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một câu chuyện bằng tiếng Việt. Câu chuyện có tên Thiên đàng và địa ngục. Đầu tiên, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số từ vựng trong câu chuyện nhé. Thiên đàng, thiên đường. Hai từ này cùng chung một ý nghĩa là thiên đường. Địa ngục, địa ngục. Người sùng đạo, người sùng đạo. Sùng, u ngờ ung, sở ung sung huyền sùng. Người sùng đạo, người sùng đạo. Chúa, chúa. Bàn tròn, bàn tròn. Ngon, ngon. Nhỏ nước miếng, nhỏ nước miếng có nghĩa là thèm khát hay là thèm. Người Việt hay dùng từ nhỏ nước miếng khi nói đến đồ ăn. Khi một người mà nhìn thấy một món ăn gì đó rất là ngon và hấp dẫn, người đó sẽ rất là thèm, khao khát được ăn món ăn đó, thì người Việt hay dùng từ nhỏ nước miếng. Chiếc bánh gato rất là ngon và hấp dẫn, nó làm tôi nhỏ nước miếng. Cho ăn, cho ai đó ăn. Kẻ tham lam, kẻ tham lam. Chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ cho bản thân. Đơn giản, đơn giản. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc câu chuyện này nhé. Câu chuyện Thiên đàng và địa ngục. Một người sùng đạo nói với Chúa: Thưa Chúa, con rất muốn biết thiên đường và địa ngục là như thế nào. Chúa dẫn anh ta vào hai cái cửa. Chúa mở cửa đầu tiên. Người đàn ông nhìn vào. Ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn. Ở giữa bàn có một nồi hầm bốc khói nghi ngút, trông thật ngon và hấp dẫn, khiến cho người đàn ông nhỏ nước miếng. Nhưng mọi người ngồi xung quanh bàn thì lại gầy guộc, xanh xao, cứ như là bị bỏ đói từ lâu vậy.
mỗi người ai cũng đang cầm chiếc thìa có cán dài được buộc vào cánh tay. Họ có thể với chiếc thìa dài tới nồi nước hầm để múc, nhưng vì nó quá dài và bị buộc vào tay nên họ không thể cho vào miệng được. Người đàn ông rùng mình trước cảnh tượng khổ sở như vậy. Chúa nói: "Đấy, con vừa nhìn thấy địa ngục." Tiếp tục, họ bước sang phòng thứ hai và mở cửa. Mọi thứ xung quanh đều giống phòng đầu tiên. Có một cái bàn tròn lớn với một nồi nước hầm hấp dẫn làm cho người đàn ông nhỏ nước miếng. Mọi người xung quanh cũng cầm cái thìa có cán dài. Nhưng mọi người ở đây thật béo tốt, no nê, mãn nguyện, cười nói rôm rả. Người đàn ông thắc mắc: "Con không hiểu, thưa Chúa." "Đơn giản thôi," Chúa đáp. "Ở nơi này, mọi người biết đút cho nhau ăn. Còn những kẻ tham lam kia thì chỉ nghĩ lo cho bản thân mình." Câu chuyện kết thúc rồi. Câu kết của câu chuyện rất là ý nghĩa, phải không ạ? Các bạn hãy nghe đi nghe lại nhiều lần và hãy đọc đi đọc lại cùng với tôi để các bạn có thể đọc được câu chuyện này như tôi đọc và hiểu ý nghĩa của câu chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tới.